mến, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một thí sinh có thể nói là một người vừa quen, nhưng mà ngày hôm nay cô ấy sẽ đem đến cho chúng ta một cái điều rất là ma mị trên sân khấu này. Tiết mục Young and Beautiful qua giọng hát của Bùi Đình Hoài Sa, thí sinh vừa trở về từ cuộc thi Miss International Queen 2020. Xin chào mọi người, mình là Bùi Đình Hoài Sa. Hiện tại Hoài Sa đang là một ca sĩ. Ngay từ nhỏ thì ước mơ lớn nhất của Sa đó là trở thành một ca sĩ. Và từ năm 18 tuổi, Sa đã bắt đầu làm rất là nhiều những công việc khác nhau để có thể theo đuổi niềm đam mê âm nhạc. Như mọi người cũng đã biết, để theo đuổi niềm đam mê âm nhạc này, những bước đi đầu tiên của Sa đã gặp rất là nhiều những khó khăn và chông chênh. Sa đã tham gia một vài cuộc thi về âm nhạc. Để trau dồi khả năng ca hát của mình thì Sa đã nghe nhạc rất là nhiều để mà có thể cảm nhận được nhiều hơn. Đồng thời cũng thường xuyên tập thanh nhạc cùng với cô giáo của mình. Và sau khi trở về từ cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế Miss International Queen năm 2020 thì Sa đã bắt đầu nghiêm túc với con đường âm nhạc của mình. Ngày hôm nay Sa tham gia vào chương trình 100 giây rực rỡ để có thể thể hiện khả năng ca hát của mình cũng như là giới thiệu giọng ca Hoài Sa đến tất cả các khán giả. Và rất mong trong chương trình này tất cả mọi người sẽ luôn ủng hộ cho Sa nha. I know that's the world. Will you still love me?
ta sẽ cùng nhau đến với số điểm mà quý khán giả đã dành cho thí sinh Hoài Sa. Số lượt bình chọn ở 100 giây đầu tiên dành cho Hoài Sa đó là 80. Xin chúc mừng. Và ở 10 giây cuối cùng, số lượt bình chọn dành cho Hoài Sa là 10. Như vậy, tổng điểm của thí sinh Hoài Sa 130 điểm. Xin chúc mừng Hoài Sa.